Vải năm nay sai thế anh nhỉ? Rồi, ôi, giờ đây nhỏ mấy cây nào cũng sai cả. Năm nay lại được thu hoạch nhiều. Đây ông móc xuống nhá, móc cái cành cao xuống. Nào, ở trên có khi chín hơn ấy nhỉ? Đây. Tôi mấy cây này nhưng mà cây nào cũng cao. Năm nay được mùa. Cài chưa? Ừ, thích không này? Cái này mấy chùm là được một cân thôi. Thế thôi, chỉ mấy chùm thôi. Năng suất khá năng suất đấy. Đấy nè. Đấy nè. Này, ê, cái chỗ này thích không này ông này? Nhìn sai. Sai thế không biết này. Này, đấy, nhát này, đấy. Này, thấy không? Chuyên gia được cưng. Nếu cháu ở nội được bà. Đấy, cái chùm đấy sai bà. Phải đây. mấy chùm ấy là được một cân đấy. Đường chín ở đây. Ai, ôi dồi, cái chùm này, thích không? Đấy, này. Củi dày ngọt lắm. Vải này mà quá nhiều nắng to như mấy nắng vừa rồi ý, phơi khô đi xong rồi để đấy sau ăn ngon lắm. Đây lắm quả coi như thế là cái hạt nó bé tí, cái củi nó dày mà ăn nó ngọt đấy. Đấy, thế quả đấy ăn nó mới ngon. Đâu thế thì để vào, để đi bê vào trong nhà đi. Đây, đây, nhà. Nào. Đây, đây. Nào ông cầm hộ. Nào đi vào nào. Nặng ghê ấy nhỉ. Cả nhà nghỉ nha. Bà nhá, đem vải về để treo một ít lên để phơi xong ăn dần. Cô ăn nghỉ nhá.
hôm nay cháu rảnh rảnh cháu mới đi đẹp ít vải đem sang là cứu ông bà, thế là cũng cái thời gian vừa rồi cháu cũng bận nhiều công việc quá cũng ít sang thăm ông bà, thế hôm nay thì cháu sang thăm ông bà thì là ông bà vẫn khỏe là mừng rồi. Thế xong ông bà ăn quả vải cho nó mát ruột nhá. Thế ông bà xin cảm ơn gia đình. Vâng. Thế đấy trước ngày u cháu còn thì ông bà cũng hay sang chơi. Thế u cháu cũng hay sang đây chơi với ông bà. Thế đấy tình làng nghĩa xóm nó là như thế. Đấy cháu lại nhớ ngày xưa. Đấy không có ông bà thì không đúng không cháu thì Tết 30 rồi người ta đến đòi nợ đấy. Không ra ông bà hộ mấy chục thì thôi. Tết mất ăn bánh chưng đấy. Thế bà ơi, cháu cũng vẫn nhớ cháu đẻ thằng Hùng. Bà còn ra chơi bà cho 5.000 cháu nhớ mãi đấy. Khổ. Cái đấy nó qua rồi. Vâng, vâng, nhưng mà ôn lại để nhớ. Cứ mình cứ sống thật thà. Thế người ta là một miếng khi đói đấy. Bằng đói khi no. Quên thế nào được, bà bảo cái lúc mà nghèo đói ấy, thì đến lúc mà lúc khó khăn ấy. Vâng, đấy, nghĩ nó khổ bà khăn, ông nhỉ. Thiếu thốn khó thật, khăn. Thiếu mọi thứ, không có cái gì. Vượt qua hết. Vâng. Bây giờ gì thế này là. Nhưng mà cái lúc bây giờ mình có, mình cũng không bao giờ quên được bà. Không thường thường là như thế. Vâng, không bao giờ quên. Khi đã có thì lại cứ nhớ lại lúc cũ. Vâng, đấy. Đấy. Thế cho nên là quá. Không bao giờ quên được ông với bà. Thật đấy mà. Ôi, cảm ơn cô. Tôi được cái hạnh phúc như này là ở cái tấm lòng mình. Vâng. Ăn ở như thế nào đấy thì cũng được như thế nào. Vâng. Chứ nếu mình mà sống mà không thật thà, không xảo quyệt thì thôi. Vâng. Không có ngày hôm nay đâu. Thế cháu cũng cứ kể lại cho cháu Hùng là đấy, ngày xưa mẹ như thế đấy. Những người ấy người nọ giúp đỡ chứ không thì giờ mẹ kể lại cho mà nghe. Vẫn không bao giờ quên thế nào được. Thế bây giờ ông bà nghỉ xong đi ăn cơm nhé. Cháu xin phép về. Hôm nào cháu rảnh cháu lại đi qua lại tặng bà chơi. Cảm ơn cô và cháu nha. Nào cháu nhiên ăn đi, ăn vải đi. Dạ vâng ạ. Gấu không ăn, hai bà cháu mình ăn nha. Ăn hết cái chỗ này thì về nhá. Nguyên ăn hết được hết chỗ này. Không. Không à? Ăn nhiều vậy chị. Em gấu nghịch thế. Này, em gấu bốc hết lạc vào đây. Bốc hết lạc rồi. Ừ. Thế con để ở đây nhá. Thế ăn đi, Nguyên ăn đi. Ghế của gấu oải chứ. Đấy, em nghịch đi. Lại bước tới đấy rồi. Thằng Nguyên ăn nhiều vào. Bao nhiêu đây? Hai bà cháu mình ăn hết cái thúng này nhá. Bà này ăn no được ý. Bà ăn no được. Tối không phải ăn cơm.